Em tên là Vân Ninh Như Quỳnh. Em 5 tuổi, số báo danh của em là 142. Em rất thích đàn piano. Em cảm ơn ba mẹ để cho em học đàn piano. Cảm ơn cô đã dạy em học đàn piano. Hôm nay em sẽ đàn bài Lemon Tree. Thank you.